thẳng nó giật giật để vậy nó không giật không. Là bệnh nhân nam 43 tuổi, hậu phẫu ngày thứ ba. Em xin cho bạn bệnh hậu phẫu là bệnh nhân nam 43 tuổi, hậu phẫu ngày thứ ba. Chẩn đoán trước mổ là viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng và chấn thương bụng kín. Chẩn đoán sau mổ là viêm phúc mạc do thủng bụng non, chấn thương bụng kín và tắc mạc treo bụng non. Bệnh nhân nam 43 tuổi, hậu phẫu ngày thứ ba. Chẩn đoán trước mổ là viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng và chấn thương bụng kín. Chẩn đoán sau mổ là viêm phúc mạc do thủng bụng non, chấn thương bụng kín và tắc mạc treo bụng non. Thì diễn biến của mổ là bình thường. Triệu chứng cơ năng của bệnh nhân là bệnh nhân còn đau quanh vết mổ, vùng xung quanh vết mổ thì không đau. Thứ hai là bệnh nhân xỉ hơi được ngày hôm qua, ngày thứ hai, vào khoảng ngày thứ hai. Và sáng nay thì bệnh nhân đi tiêu được, đi tiêu phân đen sợ. Bệnh nhân có vận động hạn chế, là bệnh nhân bước xuống giường được nhưng mà vẫn cần phải có người dìu. Bệnh nhân không có sốt. Bệnh nhân chưa được cho ăn uống. Thì hôm nay thì mới được cho ăn. Ngày hôm qua thì bệnh nhân có nôn ói, nôn nhiều lần, da mật màu xanh, da dịch màu xanh, nôn xong thì bớt đau. Triệu chứng thực thể thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm mạc mắt thì vàng, niêm hồng. Sao vàng mắt hả? Có vàng mắt hả? Nó vàng mắt. Tiểu bằng sinh hiệu thì mạch bệnh nhân nhanh là 120 lần trên phút. Bệnh nhân không có phù, bệnh nhân thở đều, nói chung thần thái của bệnh nhân khá tốt. Khám bụng thì em thấy là bụng bệnh nhân căng đều. Bệnh nhân khá là có giảm đau, giảm chướng hơn cái ngày hôm trước. Ấn thì bệnh nhân nói là chỉ thấy căng tức thôi, chứ không có đau, điểm đau khu trú cũng không, em cũng không thấy sợ thấy ổ tụ dịch nào trong bụng bệnh nhân cả. Nghe gõ thì vang, nghe thì em nghe thì trong 2 phút thì chỉ có một lưu động ruột thôi. Ấn sắc không tăng lưu động ruột. Chút chưa? Thằng này có đau vết mổ của chú này không? Dạ có. Mổ bình thường. Dạ vết mổ bình thường. Chỉ có triệu chứng trùng không? Em thấy vết mổ phần lớn và khô, dạ. Chỉ có một khúc vết mổ là nó thấm dịch và một mảnh. Nó chỉ thấm dịch một mảnh. Dẫn lưu thì sao? Dạ dẫn lưu đôn la thì dẫn lưu cái này đã 2 ngày rồi. Nhưng mà thấy ra rất ít. Em nghĩ chú này có vấn đề gì? Dạ tóm lại là bệnh nhân nam 43 tuổi, học phẫu ngày thứ 3. Coi nhường vô bằng mặt gái mình tìm. Nam 43 tuổi. Chưa được, chưa tóm tắt được. Nha, tóm tắt nó phải là đầy đủ hết, mà nó ý hình thức nó tóm gọn lại. Nha, nam 43 tuổi, có ngày thứ 3 chấn thương bụng kính. Nha, tổn thương là gì? Có khi trong lúc mổ là gì? Là đắt chấn thương bụng kính hay vết thương thấu bụng? Chấn thương bụng kính thì không có dùng từ thủng mà dùng từ vỡ, không có chấn thương bụng kính là gây thủng vỡ ruột, rách mạch teo ruột gì nữa. Rồi được, phẫu thuật làm cái gì? Khâu lỗ thủng, khâu cho vỡ đó hay là cắt đoạn ruột? Rồi. Sáng nay hết nôn chưa? Cái thế thì nhiều mà đâu em nói bệnh nhân này có quá tắc ruột mà không phải là một cái liệt ruột sinh lý sau mổ. Tại vì bệnh nhân này cũng mới chưa qua 4 ngày rồi đúng không? Rồi thôi rồi, mơ hồ quá.
có vấn đề gì, có thiếu máu nè, đồng ý không? Nó thiếu máu này giải thích lý do tại sao thiếu máu, thấy da của chân tay nó xanh đấy. Rồi máu mất trong lúc mổ, trước khi mổ, nha. Rồi nhìn nữa, thứ hai có vàng da, tại sao có vàng da? Anh mở mắt ra cho tôi xem chút. Đúng rồi, vàng rõ, còn khe luôn đây nè. Nhà nhựa dọn nhộ dữ không? Nhắc cũng hết. Hả? Cũng hết. Nãy bác sĩ có nói là dịu dàng này, tại vì không rồi là mệt nó cũng bị vỡ. Mặt bị vỡ ra. Lý do tại sao mà không tin gì, không mặt vỡ gì đó mà chích ra cái thầy nữa. Hả? Mà không nóng, có vỡ mặt gì không? Anh nói là nghiện mặt đó. Đang theo dõi. Còn cũng như là còn đi chụp hình lại để kiểm tra xem bác sĩ mới vào đi. Đó, đè cái đó là đè đó. Bụng còn căng, chướng nhiều nha. Tại nghĩ cái bụng này chưa có ổn đâu. Tổn thương, chấn thương bụng mà có sau mổ ở vàng da là vấn đề lớn đấy. Có thể có một cái tổn thương gì đấy của gan mật mà ta bỏ sót. Chứ không phải nó nghĩ là bệnh nhân có sơ gan gì là vàng da đâu. Nó là trước mổ anh có thấy da anh vàng không? Dạ không, hồi đó thì chưa có bệnh gan. Thứ hai nữa là những cái khối tụ máu trong bụng có thể làm cho bệnh nhân vàng da, nhưng mà vàng da nó nhạt lắm, da tán huyết. Nha, vàng da này vàng da sậm. Nhìn là thấy rõ ràng. Tay chân phù hết. Cái này là do nó bụng không ra. Chân cũng phù, chân nó sưng không? Hai bị nhỏ, bị anh may hả? Nó thương. Rồi, bụng thì căng chướng nhiều nha. Mặc dù bệnh nhân đã có trung tiện rồi đấy, nhưng mà thầy thấy là cái đường ruột này nó chưa có thông. Ấn có đau không anh? Ấn gì không đau. Bên đây còn đau, ấn đau nửa bụng phải nè. Nha, đây đau không? Rồi, như có vấn đề chúng ta thấy còn vướng mắt cái lâm sàng. Nha, là thứ nhất theo đồng ý với bạn là có bệnh nhân này có cái hội chứng bắn tắc ruột sau mổ. Nha, tại vì nếu một cái liều sinh lý, một cái chướng bụng sinh lý thì thường thường không có nôn. Cho nên nếu bữa nay bệnh nhân còn tiếp tục nôn nữa là phải chụp cái phim bụng để xem có bệnh nhân có tình trạng tắc ruột sau mổ hay không. Nha, cái đó thì một. Thứ hai nữa là bệnh nhân này có cái vàng da chưa giải thích được. Nha. Phải tìm ra cái nguyên nhân vàng da đó là gì. Thì để tìm nguyên nhân vàng da đó phải cần làm gì? Sau khi không có tắc nghẽn đường mật đâu đây, có sổ đường mật đâu đây. Cái tại sao chấn thương gan mật mà bệnh nhân có vàng da? Bị viêm gan. Không, nó là chấn thương gan mật, tại sao có vàng da? Đây đây. Dĩ nhiên là có rất nhiều nguyên nhân vàng da, thầy nói rồi, có máu tụ cũng có thể làm vàng da. Nếu lưu phân nó máu tụ trong cơ thể nó ly giải ra cũng là cho nguyên nhân vàng da. Viêm gan cũng là cho nguyên nhân vàng da, sơ gan cũng là cho nguyên nhân vàng da. Nhưng cái nguyên nhân vàng da liên quan đến chấn thương trực tiếp, chấn thương bụng kính, nghĩa là chấn thương gan mà tại sao lại có vàng da? Do các tế bào gan nó sẽ phóng ra. Không phải. Cái này hơi sâu chút xíu. Nếu mà có tụ dịch mật ở trong bụng á, dịch mật nó sẽ thấm vào trong tuần hoàn làm cho bệnh nhân vàng da, hiểu không? Có thể là vỡ gan, có thể vỡ đường mật, vỡ túi mật vân vân, dịch mật nó tụ nó sẽ thấm vào trong tuần hoàn làm cho bệnh nhân vàng da. Đơn giản vậy thôi. Nha. Một ca này cũng khó. Nha, thì đối với Y3 thì hơi quá sức các bạn, thầy cũng không có chấp nhận những cái chuyện này để đánh rớt. Nhưng nói chung là hai sinh viên này thì trình bày cũng được nha, đầy đủ thông tin trước mổ, sau mổ, mà công tác bệnh án của bé này chưa công tác được nè.
nha, chẩn đoán được cơ hội tắc ruột thầy cũng đồng ý nha. Phát hiện được cái vàng da tốt mà chưa giải thích được nguyên nhân cái vàng da thì nó hơi cao siêu quá nha. Mấy nhóm bao nhiêu điểm? Rồi đồng ý.